to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forever. Vừa mới luyện xong rồi đấy nhá. Đấy, thấy không? Lâu lâu gào chắc một chút để xem kiểm tra tai nghe của Huy như thế nào nhá. Đấy, đấy. Đàn kêu, hát luôn. Kêu đấy nhá. Hát ngon luôn mà. Như này mà mình biết thế, mình mà tập cách đây trước 35 năm thì có khi... có khi bây giờ lại giàu như ca sĩ. Ít nhất cũng vào ca sĩ hạng B, hạng C. Thành công phần nào biết đâu được đúng không? Ít nhất đó là có kêu, đúng không? Đàn có kêu. Vấn đề hú là thành công rồi, đúng không? Eric Hiệp Nguyễn bảo mình lỡ chuyến đò đấy, ai bảo muộn đấy. Thế rồi, mày mê đi ăn hả?